có sự tăng giá rất là vững vàng, đúng không ạ? Vượt đỉnh một cái cũng giống như phát đạt, test xuống dưới tí được không hay là phi luôn, đấy là phụ thuộc vào đội lái tạo lập, đúng không ạ? Chỉ cần VN-Index dừng rơi thôi là cổ phiếu này có cái sự hấp thụ, bởi vì đã tăng giá từ cái chu kỳ trước là gần đây là từ 30 đi chứ không từ 33 đi chứ không phải là 32 nữa, đúng không? Tăng đến thời điểm hiện tại là 31 32%. Tăng giá, giá tăng kèm khối lượng tăng, đúng không? Thì nó phải bù đắp về mặt thời gian để hấp thụ hàng, vậy thôi. Đơn giản, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem live và đã thả icon vào phần bình luận tặng hoa tặng tim. Đây là cái chia sẻ hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Nhưng có thể thay đổi được cái tâm lý giao dịch của các anh chị nhung trần nhá. Sell nếu mà mai hàng về, cái vấn đề của cái giá đó có thể trong phiên buổi sáng nó sẽ phản ứng rất là mạnh đấy anh chị nhá, anh chị cẩn thận nhá. Sell ấy tức là nếu mà anh chị đang cầm 10.000 cổ phiếu sell thì chúng ta có cái tâm lý à, ui bây giờ nó rơi chúng ta mua tí nhà để bình quân giá vốn nhá, sai nhá, đừng mua, sáng mai chị đừng mua. Nó cũng giống như cái thời điểm trước đây này, cái thời điểm trước khi mà một cổ phiếu có thể cái gãy cái kênh, đúng không? Cổ phiếu có thể gãy kênh, ví dụ đây là cái thời điểm cổ phiếu phân phối, cũng một chùm bán ra, rất nhiều chùm bán ra, thế thì nó gãy cái kênh, nó gãy cái bậc một phát, ví dụ nó về 21.x này này, đúng không? 21.x thì nó lại có một cái chùm như này thì nó mới hồi lên, nó lại ông này ông làm cái chùm như này thì mới hồi lên sau. Nhưng chúng ta phải biết một cũng hiểu một điều nữa là cổ phiếu phát hành thì có thể người nhà và ban lãnh đạo sự họp cổ đông không thành công thì Thành nghĩ rằng lần tới của năm 2024 cổ phiếu này cũng sẽ họp thành phải đại hội cổ đông cũng không thành công. Nó đã có cái tính lịch sử như thế rồi đúng không ạ? Anh chị cẩn thận nhá. Cổ phiếu nào mà nó có cái vấn đề như thế thì chúng ta cũng cẩn thận, bởi vì là cái chu kỳ 2024 thì cũng cũng thấy cũng nghe nói rằng là cái cổ phiếu bất động sản nó cũng còn khá khá cái trái phiếu, đúng không ạ? Khá khá trái phiếu bất động sản. Ok, buổi chia sẻ hôm nay là ok chưa anh chị? Đã ổn chưa? Đã trả lời được tất cả các câu hỏi soi cổ phiếu cho các anh chị nhà đầu tư rồi đúng không? Phân tích về trung này, ngắn hạn này, đúng không? Trung dài hạn này. Trung dài hạn thì chúng ta đang ở trên tăng, đúng không? Nhưng chọn cổ, đúng không? Nhưng chọn cổ phiếu nào dẫn sóng và có cái sức hút dòng tiền lớn nhất thì chúng ta tham gia, đúng không? Chứ không phải là cái ông mà cứ đỏ đỏ là chúng ta nhặt thêm, đúng không? Có những cái người anh em mà nhặt cái cổ phiếu VIX này từ bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ nó vẫn còn đỏ để nhặt được tiếp nữa, đúng không? Cổ phiếu VIX mà nhặt từ cái thời điểm tháng 9 đấy đúng không? Tháng 8 tháng 9 đấy thì nhặt đến bao giờ thì nó mới kết thúc cái chu kỳ giảm. Có thể sell nó cũng là một tình trạng như thế, có thể phát đạt cũng có thể là một tình trạng như thế, đúng không? Nhưng tuân thủ kỹ thuật anh chị nhá. Tuân thủ kỹ thuật là điều kiên quyết chúng ta giúp chúng ta sống sót được ở trên thị trường này, chứ không phải là tư vấn tốt, môi giới tốt. Sự enter của anh chị nó là cái quyết định tài khoản của anh chị có lỗ hay lãi không. Đó, hiện tại là đã hết câu hỏi và cũng đã chia sẻ bằng cả tấm lòng, đúng không ạ? Chia sẻ cho anh chị bằng cả tấm lòng về cổ phiếu, rồi về phân tích kỹ thuật, về những cái câu chuyện đánh đấm ở trên thị trường nữa. Đó, những cái cổ phiếu có cái tính chất đánh đấm như cổ phiếu HAG thì anh chị đừng nên nha. Cho dù nó tăng lên 10.000 đi cũng bỏ qua luôn. Cho dù hội hè rồi các room rủng hô hào có thể nó lên 10.000 này, em cũng nghĩ nó tới lên 10.000 được đấy. Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên tham gia, đúng không? Không nên tham gia vào những cái cổ phiếu mang tính chất đội lái media kinh khủng khiếp như vậy. Đương nhiên là cái lợi nhuận rồi cái nợ xấu rồi cái xử lý nợ xấu đấy thì nó dần dần nó thay đổi theo thời gian. Ông nào cũng thế, đều bước vào những cái chu kỳ tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Nhưng thay vì những cái cổ phiếu mà sóng nó đánh sóng như thế này đúng không? Đó. Có thể có một cây rũ đây rồi lại lên tiếp, có thể lên 9.500, 9.700, 10.000. Nhưng với cổ phiếu này thì Thành không không khuyến nghị anh chị tham gia.
không bao giờ nên tham gia thì đúng hơn, đúng không anh chị? Không bao giờ, đánh đấm rồi mọi thứ rồi rất là phiền phức. Thay vì HAG sao anh chị lại không mua cái cổ phiếu, ví dụ như là cổ phiếu như anh gì này, như chị gì lúc nãy hỏi nhờ, chị Nhung là đúng không, DGC này đúng không, anh Lượng, Phùng Phùng Văn Lượng, hay là anh biết tin tức nội bộ gì của HAG thì em không biết đúng không, nhưng mà sao anh lại không mua DGC này, không mua DGW này, không mua Vietabot này? Mấy anh chị này hỏi mấy cái cổ phiếu rất hay luôn anh chị nhé, rất hay luôn đấy, cổ phiếu tăng trưởng đấy anh, để dành tiền cho cổ phiếu tăng trưởng. Như anh chị nào đang xem like thì thả like cho em nào, tự nhiên không thấy ai like, thả like thả tim nào anh chị ơi, tặng like tặng tim nào, cười to, thả tim, thả mặt cười, thả ha ha cũng được. 19 anh chị đang xem mà chưa thấy đâu, hay là anh chị com số 1 cũng được nhỉ, số 1 cho nó dễ, không lẽ lại số 1 mà cũng không com, hơi tiếc nhỉ. Cứ như là đang livestream một mình nhé anh chị nhá. Cổ phiếu thì có rất nhiều, ở trên sàn có 1.700 cổ phiếu đúng không, nhưng mà chọn cổ phiếu nào thì tùy anh chị nhá. Đấy là cái những cái nhận định hoàn toàn miễn phí, mang tính cá nhân. Có thể là sell mai nó về đấy, có thể sáng nó sàn đấy đúng không, nhưng mà buổi chiều lại kéo giật lên một cây tím thì lại FOMO vào, lại bảo sao cái ông này, ông Thành này, thằng Thành này nó tư vấn không mua mất một cây tím rồi đúng không. Thì cái đấy ở trên thị trường, nếu nếu như anh chị là một nhà đầu tư mà dài hạn và chuyên nghiệp, tất cả những cái con sóng ấy, ví dụ này anh chị nhìn nhá, cái con sóng mà đánh lướt sóng ấy, T cộng ấy, thì đã bị băm nát từ thời điểm tháng 9 đến thời điểm này, rất nhiều nhà đầu tư mất lãi đúng không, mất lãi từ đầu năm, đánh từ tháng giêng đúng không, đánh từ tháng giêng năm 2023, tháng 5, tháng 6 lên năm 2023, đánh đến thời điểm hiện tại tháng 9 lãi được khoảng 30%, 40%, thích quá đúng không. Thế là mang ra trading T cộng cái thời điểm tháng 9 vừa rồi, oánh cho mất cả vốn luôn, âm vào thịt luôn. Nhiều anh chị nói chuyện vui thôi, nhiều anh chị mà chồng cấm vợ đánh chứng, vợ không cho chồng đánh chứng, thậm chí là cái gì giấu vào tài khoản luôn, không cho xem nhá, và xem sợ cãi nhau, nói nhỏ nhỏ thôi. Nhà em cũng thế mà, người nhà em thế, anh em nhà em thế, vợ đánh chứng chồng không được tư vấn, chơi vui, chơi mua vui vui thôi chứ không phải là đầu tư đúng không, nhưng mà lỗ thì lại phải phải chịu đựng này nha anh chị nha, lỗ thì lại phải tự chịu đựng thôi. Đánh kinh lắm, đánh lỗ nửa náp rồi mà vẫn cười, bởi vì không cười thì biết sao được đúng không, không lẽ lại khóc đúng không, khóc thì lại bị ăn nói. Các anh chị ở đây có ai gặp cái trường hợp đấy không ạ? À? Trường hợp mà vợ đánh chứng thì chồng không Sợ vợ, được bố con sợ vợ nhất nhà ấy. vợ đánh chứng là chồng không không được tư vấn đúng không, không cho tư vấn luôn. Thôi nói chuyện vui với anh chị hôm nay là hơi dài rồi, đúng ra cái thời lượng livestream của Thành là chỉ có từ 9 giờ đến 10 giờ thôi, hôm nay là nói hơi dài, nhưng mà muốn chia sẻ với anh chị rằng là cái chu kỳ của cổ phiếu, chu kỳ của thị trường, chúng ta đang ở trong một cái chu kỳ chuyển giao từ chu kỳ nhỏ đến chu kỳ lớn, bước vào thời điểm tăng giá đúng không? Mùng 1 tháng 11 năm 2023 báo trên tất cả các zoom đúng không? Không anh chị có thể xem ở đây. Báo ở trên tất cả các zoom của Thành, Ichi rồi Uptrend rồi ABCD báo hết. Báo cho anh chị mua, không biết anh chị có mua không, hay là thời điểm đấy lại mang ra bán. Không biết là lúc đấy lại mang cổ ra bán hay là mua thêm, em không biết đâu. Nhưng có một cái vấn đề là cái tâm lý giao dịch ở trên thị trường này, khi anh chị bị nhỡ cái điểm mua ấy, đúng không? Bị nhỡ những cái điểm mua mà có thể bị gọi là đây đúng không? Rất nhiều zoom luôn, zoom chứng khoán Ichi 5 một mã này, Ichi 9 này, 553 thành viên này, báo mùng 1 tháng 11 này, mùng 9 giờ 9 phút đây này, trước ATO này,
Nay là ngày mua cổ phiếu, địa điểm thời gian đã có tại 11 giờ. Hẹn gặp lại các anh chị. Báo tất cả các Zoom luôn. Uptrend này. Nếu như anh chị nào mà ở trong những cái Zoom này mà mua được thì hy vọng là anh chị sẽ đồng hành thành để ủng hộ, chứ không phải là để lấy lãi nhiều hay lấy lãi ít, đúng không? Ủng hộ nhau đã, đúng không? Ichi Smart này, báo tất cả các Zoom luôn. Không phải là không báo đâu, nhưng mà anh chị là không biết là hôm đấy anh chị có nhìn thấy không, hoặc là đây, nay là ngày mua cổ phiếu, địa điểm thời gian đã có mùng 1 tháng 11 năm 2023, 9 giờ 10 phút, đúng không? Rất nhiều anh chị khách hàng họ Thành bắt được đáy luôn. Bắt trúng đáy mua đúng một ngày thôi, không cần mua nhiều nữa. Nha anh chị nhá, lưu ý nhá. Đầu tư dài hạn luôn luôn săn hàng, đừng khi gặp một cái cơn sóng